Trò chơi này định sẵn tôi sẽ thắng. Thị trường càng mất giá thì tôi càng kiếm được nhiều. Ông Trác, đạo giới chuẩn đang nổ ra, tiếp theo sau nhất định lan ra toàn thế giới. Đến lúc đó trên thị trường sẽ xuất hiện sự đi xuống thẳng đứng. Hôm nay có khả năng cứu lấy thị trường chỉ có Ngạo Đường mà thôi. Cậu muốn nuốt chửng Ngạo Đường của tôi? Cậu chưa đủ trình độ. Hôm nay không ăn được thì ngày mai ăn. Ngày mai thế gian này trở nên thế nào ai mà biết được. Ông ta muốn giành lại Ngạo Đường, nhất định phải đuổi Trác Định Nghiêu đi. Cứ để cho con họ đấu đá lẫn nhau đi. Nếu bà không sử dụng thủ đoạn đó, Ngạo Đường làm sao mà có ngày hôm nay. Nếu con còn coi ba là ba, con lập tức từ chức chủ tịch Ngạo Đường này đi. Quay dẹp ra ha, lo vũ đoàn của con đi. Con không thể làm như vậy. Không thể hả? Vấn đề nợ dưới chuẩn của Mỹ làm cho tình hình không được ổn định. Ngạo Đường là chiếc ghế thứ hai của Hồng Kông. Nếu nó có vấn đề gì, chỉ sợ ảnh hưởng đến Thiên Âm thôi. Cô còn nói nữa, bao nhiêu năm qua tôi thực sự coi cô như là con ruột vậy. Cô chưa đám cưới đã thông đồng với vị hôn phu, dùng thủ đoạn dơ bẩn cướp đồ của tôi. Tôi sẽ đề nghị với ông nội dùng cổ phần của Thiên Âm chúng tôi đổi lấy tiền mặt của Ngạo Đường. Tôi muốn mua lại trung tâm Thiên Âm. Nếu không tại anh, trái phiếu mini sẽ không bị bán tràn lan. Có thể bán tràn lan như vậy thì phải cảm ơn người thiết kế ra đó, chính là anh. Janice, đừng đụng vào em. Hung thủ giết người thì sao người thiết kế ra nó là anh sao? Cậu tự ý sử dụng nguồn vốn mà Dạng Học Lễ đầu tư vào Càn Khôn để mà hốt hàng. Nếu cậu không giải quyết số tiền này, ông ta nhất định không buông tha cậu. Làm vậy có được gọi là thùng két hay không vậy? Ông đã giúp đỡ còn bị người ta coi thường, ông có biết tại sao không? Họ chỉ muốn lợi dụng ông giúp họ thâm nhập vào thị trường đại lục mà thôi. Huống hồ ông là gia vàng kia mà, họ có thật sự coi ông là người trong nhà hay không? Tôi biết quý sinh của anh có hứng thú muốn mua lại cục sạc siêu cấp của Trịnh Khải, nhưng mà anh ta nói cho anh biết trước đó chúng tôi hợp tác rất vui vẻ. Tôi tin chắc lần này anh ta cũng sẵn lòng hợp tác với chúng tôi. Cứ tôi dùng cục sạc siêu cấp để cứu Ô Đường Bang, không thể nào. Xin chào Thiên Âm sẽ tham gia vào kế hoạch Ô Đường Bang của Hạ Thiên Sinh. Anh nói đùa thôi đúng không? Anh đi đi. Hôm nay cậu có thể tùy tiện lấy đồ của tôi tiếp thị cho người khác, còn ngày mai, có phải ngày mai có thể bán toàn bộ công ty cho người ta tôi cũng không biết gì không? Công ty không phải thuộc về một mình cậu, Thiên Âm có quyền quyết định cuối cùng. Tức là bây giờ cậu nói với tôi cậu trên hết rồi có phải không? Với loại người mặt dày như anh, cái mà anh đang có toàn bộ đều nhờ ăn cướp mà có. Anh biết thế nào là thất bại sao? Anh hiểu nỗi khổ của người dân chúng tôi sao? Bây giờ tôi dốc hết toàn lực, chuyện gì cũng gánh vác hết, còn phải làm đồ dùng tự động, luôn cả anh em cũng không còn. Các Khải Đường, Hạ Thiên Sinh, hai người ăn cắp ý tưởng của tôi, thực tế hai người làm cướp. Chỉ cần chúng ta càng làm càng lớn, người ta sẽ giống như điên vậy, chạy ào tới đưa tiền cho chúng ta, đưa tiền cho chúng ta. Tôi thấy ông ta muốn xô ngã toàn bộ thị trường tài chính. Người ta cầm con số đó thì nhập hàng thôi, ai mà biết bản thân đang mua cái gì. Chúng ta thật sự không còn cách ngăn cản vụ việc sao? Cơn sóng này lớn như vậy, tôi và cô làm sao ngăn cản? Đêm mai chúng ta sẽ có thể trở thành tỷ phú toàn Hồng Kông, là số 1. Bộ phim Câu Chuyện Khởi Nghiệp phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9 chỉ có trên SCTV 9.